Bà Aisha thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa thường cầu nguyện với lời dua: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." Lấy đấng lật trở con tim, xin ngài hãy làm kiên định trái tim của bề tôi trên tôn giáo của ngài. Hadith này do Tirmidhi và Ahmad ghi lại. Quả thật, mỗi tín đồ Muslim chúng ta cần phải vững lòng và kiên định trên tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala. Và người Muslim chúng ta có bốn bối cảnh cần phải vững lòng và kiên định. Bối cảnh thứ nhất, đó là chúng ta cần phải vững lòng và kiên định trong fitna, tức là trong sự thử thách của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trái tim của con người chúng ta sẽ trở nên lung lay. Khi chúng ta đối mặt với fitnah, trừ những trái tim nào, trừ những con tim của những ai có đức tin kiên định và hiểu biết đúng đắn, thì nói đến fitnah, sự thử thách thì có các dạng sau đây. Fitnah thứ nhất đó là fitnah về vật chất. Allah Subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán: "Wa minhum man ahad لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الله سبحانه وتعالى Phán với nội dung ý nghĩa và trong bọn chúng có người giao ước với Allah nguyện rằng nếu Ngài ban cho bầy tôi thiên lộc của Ngài thì bầy tôi sẽ bố thí và sẽ là những người ngoan đạo nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc thì chúng lại trở nên keo kiệt, ích kỷ và quay lưng với lời giao ước. Chương 9 3 câu 75 76. يعني فتنة في دولة فتنة طيب. يعني الله سبحانه وتعالى فانغرق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد أينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و amruhu Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng Và ngươi Muhammad hãy kìm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện Thượng Đế của họ sáng chiều vì muốn được sự hài lòng của Ngài và ngươi chớ vì lý do thèm muốn vẻ hào nhoáng của đời sống trần tục mà ngươi quên đi, ngươi không ngó ngàng đến họ tức là những người nghèo, yếu hèn và vô danh và ngươi chớ theo lời của kẻ mà ta đã làm cho lòng của y lơ là việc tưởng nhớ ta và chỉ biết theo đuổi dục vọng của bản thân mình và công việc của y đã trở nên quá mức giới hạn thì hai dạng fitna chúng ta vừa nghe là hai dạng fitna rất nguy hiểm cho đức tin của người bề tôi mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa đã có lời cảnh báo người nói ma <mà> vị bani ja i ani ur sila fi gona min af sada laha min hir sil mor i al al mali wa sharo fi li dine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói Hai con sói đang đói được thả đi để phá hại đàn cù. Không nguy hiểm bằng lòng tham của cải vật chất và quyền thế danh vọng của một người đối với tôn giáo của y. Hadith do Ahmad ghi lại trong bộ Al-Musnad và trong bộ Sahih Jami'. Lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nghĩa là lòng tham của cải vật chất cũng như lòng tham danh vọng quyền thế của một người mang lại sự nguy hại cho tôn giáo của y hơn cả sự nguy hại của hai con sói đang đói tấn công tàn phá đàn cừu. Một dạng fitna khác nữa đó là fitna vợ và con cái về fitna này Allah subhanahu wa ta'ala đã phán rằng ya <laughs> ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum Allah subhanahu wa ta'ala phán hỡi những người có đức tin quả thực trong số người vợ và con cái của các ngươi có người là kẻ thù cản trở các ngươi tuân lệnh Allah và thiên sứ của Ngài. Bởi thế, các ngươi hãy cảnh giác và coi chừng họ. Chương 64, At-Tagabun, câu 14. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, Al-waladu majbanatu mabkhalatun mahzanatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói, con cái là nguyên nhân của sự hèn nhát, keo kiệt, hẹp hòi và buồn rầu. Thì ý nghĩa hadith muốn nói rằng, con cái sẽ là nguyên nhân khiến người cha hèn nhát trước cuộc jihad. Trước cuộc đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa ta'ala. Con cái sẽ là nguyên nhân khiến cha mẹ trở nên ích kỷ và hẹp hòi trong việc làm sadaqah cũng như trong việc uh, chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa ta'ala và con cái sẽ là nguyên nhân khiến cha mẹ lo âu và buồn bã mỗi khi chúng đau bệnh hay gặp rủi ro. Một dạng fitness tiếp theo nữa đó là fitness về sự áp bức, độc tài và bất công. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đứng tối cao phán về một hình ảnh tiêu biểu của một nhóm người đã đàn áp và bất công với những người có đức tin nơi Ngài. Ngài phán قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الله سبحانه وتعالى دام người أخدود đã đàn áp và hành hạ những người có đức tin nơi Allah bằng hố lửa, thật đáng nguyền rủa. Lửa bằng củi đốt, chúng ngồi bên trên cái hào nhìn ngắm và chúng chứng kiến những gì mà chúng đang làm đối với những người có đức tin và điều khiến chúng hận thù họ, khiến chúng hận thù những người có đức tin chỉ vì họ tin tưởng nơi Allah đứng uy quyền tối cao và đáng ca ngợi. Ngài là đấng chế ngự và vận hành trái đất và Allah là nhân chứng cho mọi sự việc. Ông uh, Khabbab radiallahu anhu thuộc lại, ông nói, Chúng tôi đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và than với người về việc bị đàn áp. Thì người nói, Qadikana man qablakum, يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ويجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وأظمه فما يصده ذلك عن دينه نبي مصر صلى الله عليه وسلم نوي, نوي كي rằng mình họ đang bị sự đàn áp. Vì nói, quả thật trước các ngươi có một người đàn ông bị hành hạ. Họ đào một cái hố dưới đất và để y trong đó. Rồi họ lấy cưa cắt cơ thể của y ra làm đôi, theo chiều dọc từ đầu xuống chân và dùng bàn chải sắt cào thịt của y ra từ ra khỏi xương rối xương nhưng y đã không từ bỏ tôn giáo của mình. Hadith do Bukhari ghi lại. Một dạng fitnah tiếp theo nữa đó là fitnah của Dajjal. Thì đây là fitnah lớn nhất trên cuộc sống thế gian này. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munthu zara Allahu dhurriyyat Adam a'dha ma min fitnatir fitnatid dajjal." Ya ibadillah, ayuha nas, fathbuto. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم nói trong hadith này. Nabi nói, quả thực chưa từng có fitnah nào trên mặt đất từ khi Allah tạo ra con cháu của Adam lại khủng khiếp và to lớn hơn điều fitnah trên trời. Rồi Nabi nói, hỡi các bề tôi của Allah hỡi người dân, các ngươi hãy vững tin và kiên định trên tôn giáo của mình. Các con tim lần lượt trở nên vững chắc và kiên định, hoặc lần lượt trở nên lung lay và lợt lạc trước các điều fitna được thể hiện qua lời nói của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam người nói các fitna lần lượt tác động đến trái tim giống như các cộng chiếu lần lượt in dấu lên thân thể của người chủ của nó, người chủ nằm trên nó. Bởi thế, bất cứ trái tim nào mỗi lần bị ảnh hưởng từ điều fitna thì mỗi lần trên nó sẽ xuất hiện một dấu chấm màu đen. Và bất cứ trái tim nào mỗi lần khống chế được tác động của điều fitna thì mỗi lần trên nó sẽ xuất hiện một chấm màu trắng. Cứ như thế, theo thời gian, có trái tim trở nên trắng tinh đến mức những phít ná không thể làm bẩn được sự tinh khiết của nó. Ngược lại, có trái tim trở nên đen đúa đến mức nó không còn có thể nhận biết điều đúng sai mà chỉ toàn nhận lấy những điều theo ham muốn và dục vọng. Hadith này do Imam Ahmad ghi lại và Muslim ghi lại. Thì đó là bối cảnh thứ nhất mà những người Muslim, những người tín đồ cần phải vững lòng tin, phải vững tin kiên định trong trái tim mình, trên tôn giáo của mình. Bối cảnh thứ hai đó là chúng ta cần vững tin và kiên định trong jihad. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán Ya ayyuhallazina amanu idha laqitum fiatan Allah subhanahu wa ta'ala phán Hỡi những người có đức tin Khi các ngươi chạm mặt địch Thì các ngươi hãy kiên quyết Chớ lùi bước Thì trong tôn giáo Islam của chúng ta Việc chạy bỏ hàng ngũ Khi chúng ta giáp mặt với địch Là một trong các đại trọng tội Thiên sứ của Allah sallallahu Đã giác đất trên lưng cùng với những người có đức tin trong ngày đào chiến hào và miệng thì luôn lặp đi lặp lại câu nói quyết không lùi bước khi giáp mặt kẻ thù quyết không lùi bước khi giáp mặt kẻ thù quyết không lùi bước khi giáp mặt kẻ thù hadith này do Bukhari ghi lại đó là bối cảnh thứ hai và bối cảnh thứ ba mà chúng ta cần phải vững tin và kiên định đó là chúng ta phải vững tin và kiên định trên đường lối. Trên đường lối, Allah subhanahu wa ta'ala phán, Mina al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila Allah subhanahu wa ta'ala phán Và trong số những người có đức tin Có những người giữ đúng lời giao ước của mình với Allah Bởi thế trong họ Có người đã hoàn tất lời thề bằng sự tử đạo Và có người còn chờ đến phiên của họ Và họ đã không thay đổi lời giao ước một chút nào Thì ở đây Trong bối cảnh này chúng ta phải vững tin và kiên định Trên đường lối mà chúng ta đã đi đó là đường lối của Allah và đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và bối cảnh thứ tư mà chúng ta cần phải vững tin và kiên định, đó là chúng ta cần phải vững tin và kiên định lúc đối mặt với cái chết hay là trong lúc chết. Thì những người vô đức tin và những kẻ tội lỗi sẽ không thể thốt lên được lời shahada lúc chết. Đó là một trong các dấu hiệu cho kết cục xấu của một con người. Thí dụ cho hình ảnh này là một người lúc chết khi được bảo hãy nói la ilaha illallah thì y cứ lắc đầu sang phải rồi lắc đầu sang trái không chịu nói lời này. Và lời cuối cùng y nói ra lúc chết đây là miếng ngon lành nên mua miếng kia rẻ hơn. Dân dân y chỉ nói những điều liên quan đến những thứ mà y đã cố gắng nỗ lực hành động và thực hiện trong cuộc sống vật chất và hưởng thụ trần tục của y trên thế gian. Bởi lẽ những thứ đó đã làm cho y bận rộn đến nỗi quên mất Allah Subhanahu wa ta'ala còn đối với những người ngoan đạo trên con đường sunnah đúng đắn thì lúc chết Allah subhanahu wa taala sẽ giữ vững chiếc lưỡi của họ kiên định đúng với đức tin iman của họ họ sẽ nói lời shahada một cách dễ dàng ông Abu Ja'far Muhammad bin Ali kể về giây phút lâm chung của ông Abu uh, Zara một học giả chuyên về hadith theo trường phái sunnah và Jama'ah. Thì ông nói chúng tôi đến thăm ông Abu Zar'a ở khu làng uh, Shahran, lúc đó ông đang trong tình trạng hấp hối. Thì ở cùng với ông thời điểm đó có là ông Abu Hatim ibn Warih uh, al-Munzir bin Sazdan và những người học giả khác. Thì họ muốn nhắc ông Abu Zar'a nói lời là Ilaha Illallah. nhưng họ cảm thấy e ngại trước ông nên họ bảo nhau bởi vì ông cũng là một vị học giả rất là quyên bác nên họ mới nói nào chúng ta hãy cùng nhau ôm lại hadith thì ông Ibn Warih nói ông Abu Asim thuật lại từ ông Hamid ông Hamid bin Ja'far ông Hamid thuộc lại từ ông Saleh thì nói đến nói đến đến đây thì dừng lại. Kế đến, ông Abu Hatim nói, ông Abu Hasim thuộc lại từ ông Hamid bin Jafar, ông Hamid thuộc lại từ Soleil. Nói đến đây thì ông cũng dừng lại. Còn những người khác thì im lặng, không nói gì. Lúc đó, ông Abu Zara mở mắt trong tình trạng hấp hối, ông ta mở mắt ra và nói trong tình trạng hấp hối của mình. Abu Asim thuộc lại từ ông Abu Abdul Hamid bin Jafar, ông um, Abu ông, um, um, Abdul Hamid thuộc lại từ Saleh, Saleh thuộc lại từ Ibn Abi Gharib, Ibn Abi Gharib thuộc lại từ từ Kathir bin Marrah rằng ông um, Muzad ông um, Muad bin Jabal thuộc lại thiên sứ của Allah صلى الله عليه nói mang cana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khala al jannah ai mà lời cuối cùng của y là la ilaha illallah thì người đó sẽ vào thiên đàng. Nói dứt lời thì ông Abu Zara tắt thở. Thì hình ảnh của những người này là hình ảnh của những người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phán về họ. Inna alladhina qalu rabbuna Allah ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون Allah subhanahu wa ta'ala phán, quả thật những ai nói Thượng Đế của chúng tôi là Allah rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì các thiên thần sẽ xuống động viên họ bảo. Quý vị chớ lo sợ cũng chớ nên buồn phiền. Quý vị hãy vui lên với tin mừng về thiên đàng mà quý vị đã được hứa hẹn. Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi là những người cùng hội cùng thuyền với họ. Lạy Allah, xin ngài củng cố đức tin của bầy tôi và củng cố bước chân của bầy tôi trên con đường ngay chính của ngài.